Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đừng Mồn, sau khi giành chiến thắng dễ dàng trước Học viện Trường Ninh, các thành viên Sử Lệ Khắc ngồi lại bàn bạc. Hiện tại, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã là cấp 28, Vương Đông cấp 32, Tiêu Tiêu cấp 30, chỉ còn thiếu hồn hoàn thứ 3 nữa thôi. Chú ý bước vào thông báo lịch của giai đoạn chung kết, đối thủ của Sử Lệ Khắc là Đấu Linh Hoàng Gia Học Viện. Đội hình bọn họ gồm có 5 tên hồn vương hơn 50 cấp và 2 tên hồn tông hơn 40 cấp. Ngoài vượt trội hơn về hồn lực thì bọn họ cũng vượt trội hơn về mặt trang bị hồn đạo khí. Để thể hiện thực lực của đội dự thi một cách toàn diện hơn, các trận đấu giai đoạn chung kết sẽ trong 2 ngày tuần tự tiến hành đoàn chiến và đấu loại cá nhân. Sử Lệ Khắc lại không đủ đội hình, để ứng phó lịch thi đấu dày đặc thì phải điều chỉnh lại. Đúng vào lúc này, người của phòng đấu giá đến thông báo rằng đêm nay phòng đấu giá sẽ có hội đấu giá nên mời học viên Sử Lệ Khắc tham gia. Đến giờ lại lên, mọi người trong học viện Sử Lệ Khắc đến tham gia buổi đấu giá, công chúa của Tinh La Đế Quốc đích thân chủ trì. Đới Thực Hoành mua được một thanh đao hồn đạo khí cấp 8 tên là Bá Hổ Luyện Hồn Đao. Hồn đạo khí này dung hợp một khối Bá Hổ hồn cốt vạn năm, vừa vặn phù hợp với vũ hồn của hắn. Chú ý thì đấu giá được 12 viên đạn cấp 6. Món tiếp theo là một cái hồn cốt tay trái của Băng Bích Hạt, đồng loại của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Tu vi hồn cốt tuy chỉ có 5 vạn năm, nhưng uy năng của nó lại có thể so được với cấp bậc 10 vạn năm. Tộc Băng Bích Hạt có được thuộc tính băng cực hạn. Trong khối hồn cốt này còn có một hồn kỹ siêu mạnh. Hồn cốt đỉnh cấp băng hệ không phải dễ có, mà học viện Sử Lệ Khắc lại có hai người là Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần là thuộc tính băng. Rất phù hợp để sử dụng, nên chú ý muốn dốc hết vốn liếng để đấu giá. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo lại muốn chú ý liên hệ với công chúa. Cuộc đấu giá được dừng lại, Hoắc Vũ Hạo đưa ra lý giải của mình. Vấn đề không nằm ở người hấp thu hồn cốt, cậu sử dụng ra vũ hồn băng bích hạt cho công chúa xem. Nếu như người hấp thu không có vũ hồn băng cực hạn và thể chất ngang với băng bích hạt thì không thể hấp thu thành công. Đó là kiêu ngạo của băng bích hạt. Công chúa không làm chủ được chuyện này nên phải gọi Hoàng đế Tinh La đến giải quyết. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc liền quyết định không bán đấu giá khối hồn cốt nữa mà dùng nó làm phần thưởng cho quán quân cuộc thi. Thế là chỉ với một lời giải thích, đấu giá hội đã phải thu hồi vật phẩm. Vật đấu giá tiếp theo là một cái phong thần đài do hồn đạo sư cấp 9 chế tạo, có năng lực phong bế thời không, phong ấn tất cả sinh mạng thể. Điều quan trọng nhất là nếu có thể nghiên cứu rõ cấu tạo của hồn đạo khí cấp 9 thì sẽ có thể trợ giúp vô hạn đối với hồn đạo hệ của Sử Lệ Khắc. Sự xuất hiện của thứ này làm cho Thiên Mộng Băng Tầm cũng cảm thấy thua thiệt về mặt trí óc so với nhân loại. Phong thần đài còn là cực phẩm trong hồn đạo khí cấp 9. Từ điều này, lão sư của Nhân Nguyệt Hoàng Gia Học Viện liền đoán ra được nội bộ của đế quốc có gian tế. Điều bất ngờ là phong thần đài không phải là vật đấu giá. Bên trong đang cất chứa một cái phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Chỉ cần dung hợp với nó liền trực tiếp có được hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm. Thậm chí là đỉnh cấp vũ hồn, căn cơ để trở thành cường giả siêu cấp. Một bước lên mây nghe cực kỳ là hấp dẫn. Một khi bị phong ấn bên trong phong thần đài, cho dù là phong hào đấu la cũng phải tiêu tốn ngàn vạn năm mới có thể thoát ra. Người sở hữu có thể tu luyện đến cảnh giới thích hợp rồi mới hấp thu phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Đổi lại thì giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Giá liên tục được đẩy lên cao, chú ý cũng không thể mua được, cuối cùng vẫn thuộc về tay Học viện Hoàng gia Nhân Nguyệt Đế Quốc. Nhìn đồ tốt rơi vào tay người khác, mọi người trong Sử Lệ Khắc đều ủ rũ quay về tu luyện. Điều bọn họ không biết đó là chuyện tiết lộ bí mật liên quan tới phong thần đài lại có mục đích rõ ràng và do Hoàng đế Tinh La Đế Quốc bày ra. Sau khi biết Nhân Nguyệt Đế Quốc có chí bảo, các cường giả khắp nơi sẽ không để yên cho bọn họ. Nhân Nguyệt Đế Quốc chắc chắn sẽ bị chèn ép, từ đó câu giờ cho Tinh La Đế Quốc lớn mạnh. Qua ngày hôm sau, cuộc tỉ thí lại tiếp tục. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi thì Mã Tiểu Đào và Đới Thực Hoành cũng được ra sân chiến đấu. Chú ý nhắc nhở bọn họ không được dùng toàn lực và bảo toàn thực lực cho trận tứ kết. Hai bên nhanh chóng đi ra sân đấu. Học viện Đấu Linh Hoàng gia cao cấp nhanh chóng sử dụng hồn đạo khí tạo ra một lớp sương mù che tầm nhìn. Đồng thời, bạo phát vũ hồn tạo ra nhiều tấm khiên che chắn toàn bộ đội hình. Hành động vừa ra sân đã bố trí trận hình phòng ngự thế này. Mã Tiểu Đào đoán rằng bọn họ chắc chắn là có công kích cường đại nào đó cần thời gian để chuẩn bị nên không được cho bọn họ có thời gian chuẩn bị. Sau khi sử dụng tinh thần lực thăm dò, cảnh vật lập tức hiện ra trong tầm mắt của các thành viên Sử Lệ Khắc. Hóa ra đám người Học viện Đấu Linh đang chuẩn bị lắp ráp một món hồn đạo khí tấn công. Từ Tam Thạch nhanh chóng dùng hồn kỹ hoán đổi vị trí của mình với tên đội trưởng phe đối thủ là Cô Trúc Kiếm. Sau đó đưa gã ta vào giữa đội hình Sử Lệ Khắc thất quái. Tuy nhiên, Cô Trúc Kiếm sớm đã đoán ra được ý định này nên không hề có sự bất ngờ.
ngược lại thì Từ Tam Thạch mới là người gặp nguy hiểm. Sau khi ngẩng đầu lên thì đã thấy 6 thành viên phe địch hướng vũ hồn vào mình. Hắn ta nhanh trí dùng nhiều tấm khiên che chắn. Sau đó lại đổi vị trí cho Mã Tiểu Đào để nàng ta một mình cân toàn bộ phe địch. Mã Tiểu Đào bay lên không trung phóng xuống vô số quả cầu lửa ép cho đối thủ ngộp thở. Phía bên ngoài, Cô Trúc Kiếm cũng sử dụng vũ hồn tạo ra một rừng trúc bao vây 6 thành viên xử lý khắc lại một chỗ. Sau đó tạo ra nhiều thân cây trúc sắc nhọn để tấn công liên tục. Đối thực Khoanh lao lên đánh cận chiến với Cô Trúc Kiếm, nhưng thần thủ gã ta cũng rất linh hoạt, dễ dàng tránh né. Về phần Mã Tiểu Đào, nàng ta bị một tên là Tiểu Phong trêu đùa, gã tạo ra một cái huyễn cảnh bao vây nàng ta lại. Những thành viên khác thì tranh thủ cơ hội này để lắp ráp hồn đạo pháo. Tiểu Phong ngưng tụ ra rất nhiều thân ảnh, Mã Tiểu Đào lao lên tấn công nhưng tất cả các thân ảnh đều không phải là chân thần. Đã vậy tên này còn liên tục dùng những từ ngữ chọc ghẹo khiến Mã Tiểu Đào giận tím mặt. Về phần Trúc Cô Kiếm, gã ta vừa tạo ra các thân cây trúc bao vây tứ phía, đồng thời còn sử dụng vũ hồn tạo ra một cây trúc khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khí thế đòn công kích vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể tránh né. Từ Tam Thạch đành phải tạo ra nhiều tấm khiên ngăn cản. Vậy nhưng khiên của hắn ta cũng chẳng chống đỡ được quá 3 giây thì đã bị phá. Hoặc Vũ Hạo định sử dụng tinh thần lực dò xét nhưng bị sương mù ngăn cản. Đới Thực Khoanh sử dụng hồn kỹ để ngăn cản, giúp cho các thành viên xử lý khắc thoát khốn. Khán giả chứng kiến một màn này cũng bất ngờ. Học viện xử lý khắc đều rơi vào khốn cảnh, mà đấu linh hoàng gia học viện lại đang dồn lên thế tấn công càng lớn. Mọi người định ra tay thì Đới Thực Khoanh ngăn cản, hắn muốn giao thủ một mình. Hắn lấy ra thanh đao mới lấy được ở phòng đấu giá rồi liên tục vung đao. Mỗi lần vung đao đều tạo ra một luồng kinh lực khủng khiếp, chém nát các cây trúc xung quanh. Kế tiếp là ngưng tụ một kích cực mạnh chém về Cô Trúc Kiếm. Gã ta tạo ra nhiều gốc cây trúc ngăn cản, nhưng lớp phòng thủ lại quá yếu ớt. Cô Trúc Kiếm bị đánh trọng thương, hồn kỹ huyễn ảnh bị phá, các thành viên xử lý khắc thành công thoát ra ngoài. Trong lúc này, món hồn đạo khí của đấu linh Hoàng Sa Học Viện cũng đã lắp ráp xong. Uy lực của thứ đồ chơi này có thể hủy diệt một chi quân đội. Bị trúng đòn thì xử lý khắc tất quái chỉ có thể xách đồ về học viện mà thôi. 6 thành viên phe đối thủ bần hợp sức tích lũy năng lượng cho hồn đạo cự pháo, không có ai ngăn cản Mã Tiểu Đào nữa. Trước khi khẩu pháo siêu to khổng lồ kịp bắn ra thì nàng ta lao như tên lửa xuống phá tan khẩu pháo. 6 người phe đối thủ bị vụ nổ đánh bay ra ngoài. Giờ đã không còn gì để đấu lại nữa, bọn họ chủ động nhận thua. Tuy nhiên Mã Tiểu Đào sau khi nhìn thấy vài thành viên xử lý khắc bị trọng thương thì lập tức phẫn nộ, nàng ta bạo phát lực lượng vũ hồn định đập cho đám người Thiên Linh Học Viện. Trọng thương trong thi đấu là chuyện bình thường, nhưng cô nàng này lại nóng tính hơn bao giờ hết. Chu Y lập tức yêu cầu Mã Tiểu Đào dừng tay lại. Nếu như còn tiếp tục động thủ, e rằng học viện xử lý khắc sẽ phải nhận hậu quả rất lớn. Chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!